Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 10. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-xu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giê-xu mới kể cho họ dụ ngôn này. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ, phát lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: "Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó." Vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn, sám hối hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: "Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất." Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần thánh Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Quý vị và các bạn thân mến, hai dụ ngôn trong đoạn tin mừng hôm nay rất đơn sơ, đến nỗi mới nghe qua, chúng ta thấy nó rất là bình thường. Con chiên bị mất thì đi tìm, đồng bạc bị mất thì cũng kiếm. Nhưng chính vì sự tiếp tục sau đó mới làm cho câu chuyện mang đầy ý nghĩa. Dụ ngôn hôm nay cho thấy Thiên Chúa yêu quý con người. Trong tâm trí Thiên Chúa, con người luôn chiếm chỗ nhất. Ngài yêu quý cả những người tốt lành cũng như những người còn nhiều bất toàn. Với hình ảnh con chiên bị lạc, người mục tử đi tìm cho bằng được, hay đồng bạc bị mất, người phụ nữ thắp đèn tìm cho ra mới thôi. Hành động của Thiên Chúa thật quyết liệt, thể hiện một tình yêu cháy bỏng. Ngài yêu thương khi con người còn là những tội nhân. Với những tội nhân mà Thiên Chúa tìm về, Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả. Con chiên lạc, Ngài vác trên vai một cách vui mừng, chứ không phải dán cho nó một hình phạt bằng cách trói tay chân. Hay đồng bạc tìm được, người phụ nữ sẵn sàng chịu hao tốn để mời hàng xóm đến chia vui. Dụ ngôn cho thấy, hiểu được niềm vui của Thiên Chúa khi con người sống hoán cải, niềm vui ấy còn lan cả triều thần thiên quốc. Vậy chúng ta hãy sống xứng đáng là những con người ngoan của Thiên Chúa. Nếu thấy mình có nhiều bất xứng, hãy mau quay về với Thiên Chúa để sống trong tự do, làm con cái của Ngài, để được tắm mát trong ân sủng tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta. Amen.